Chào quý anh chị và các bạn đến với phiên cập nhật giá vàng chiều ngày 12 tháng 9 năm 2019. Thì trong ngày hôm nay thì giá vàng thay đổi liên tục và cái xu hướng chính vẫn là xu hướng tăng về giá bán ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Đầu giờ sáng ngày hôm nay ở phiên giao dịch thứ nhất thì giá vàng đang tăng nhẹ, đó là dao động từ 20 cho đến 100 nghìn đồng trên một lượng ở tất cả các hệ thống vàng cũng như là các địa phương trên phạm vi cả nước. Nhưng mà đến phiên cập nhật chiều ngày hôm nay vào lúc 15 giờ 30 thì giá vàng lại tiếp tục tăng mạnh. Đặc biệt là hệ thống SJC, SJC tăng đến 300.000 đồng trên một lượng. Và cụ thể như sau, đối với giá vàng trên thế giới thì tiếp tục tăng, đó là tăng 11,5 USD trên một ounce. Và hiện nay đang giữ mức đó là 1.504,8 USD trên một ounce. Còn đối với giá vàng trong nước, hệ thống SJC tăng 300.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 250.000 đồng ở chiều bán ra của tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước. Đối với hệ thống Doji, chiều mua vào thì tăng 250 đến 270.000 đồng trên một lượng và chiều bán ra thì tăng 100 đến 150.000 đồng trên một lượng, đặc biệt là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đối với một số vàng nữ trang như 10K, 14K, 18K và 24K thì cũng đều có xu hướng tăng ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước. Đối với các ngân hàng thì hệ thống ngân hàng như TP Bank Gold, Sacombank, Eximbank, SCB thì đều có xu hướng tăng và mức độ tăng dao động đó là từ 100 cho đến 380.000 đồng trên một lượng. Còn đối với giá vàng tại một số tổ chức lớn như Phú Quý SJC, hệ thống Ngọc Hải SJC ở thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương ví dụ như là Ngọc Hải ở Tiền Giang, Ngọc Hải ở Cần Thơ, Ngọc Hải ở Tân Hiệp thì đều có xu hướng tăng và dao động từ 100 cho đến 200.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch đầu giờ sáng. Và theo các chuyên gia kinh tế dự báo thì giá vàng ở trong nước và thế giới trong những ngày tới sẽ tiếp tục tăng. Và sau đây mình xin gửi đến quý anh chị và các bạn bảng giá vàng chi tiết chiều ngày 12 tháng 9 năm 2019.